Ngay sau phiên bế mạc, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức họp báo để thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi họp báo. Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 21 đã tổng kết đánh giá nghiêm túc việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 21 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 22. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại đại hội, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội. Trong đó, với phương châm đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, hành động, đại hội đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong giai đoạn tới. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tin tưởng với truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, phát huy phẩm chất anh hùng, tự lực, tự cường, toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 22, xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, trở thành trung tâm kinh tế xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống.